Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Hằng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mã nha quý vị. Rồi, dạ. Chào Hằng. Chào anh Tuấn. Dạ, chào quý vị đang xem kênh Mai Vàng Mai Dừa. Hôm nay em có một số phôi mai vàng với mai tứ quý thì ở của vườn, thì về cô chú anh chị có ưng phôi nào thì ủng hộ giùm em nha. Hình thức mình ship sao đây em? Dạ, hình thức em bao ship toàn quốc ạ. À, mấy cây thấp thấp ha. Dạ, mấy cây cao thì em bao ship 200 km. Rồi. Dạ. Địa chỉ của em thì ở ấp 1, xã Tân Hà, huyện Vùng Trôm, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em thì ở trên tiêu đề. Rồi. Dạ. Mình vào cây đầu tiên là một phôi mai vàng nha quý vị. Mã số này có chữ A ha. Dạ, mã số A1. A1. Rồi, em xoay xe cho quý vị xem tổng thể dáng nó cái ha. Đây. Rồi, cho chiều cao em nói luôn đi. Dạ 57. Rồi 57 hoành. Ê 57 cao. Còn hoành bao nhiêu đây? Hoành này 39 ha. Rồi xe xe để luôn quý vị. Quý vị nghe đế nha. Rồi giá luôn nhiêu đen? Dạ cái này em giá luôn 2.2 triệu ạ. Rồi 2.2 triệu, mã số A1. Rồi. Xuống kê em ơi. Rồi. Mã số tiếp theo. A2. Dạ. A2 đây. Có mua cái bàn quay bự bự. Chim cái đứng. Rồi, sẽ chuẩn cây ha. Rồi, chuẩn cây ha. Rồi, xoay xoay luôn em. Đó, xoay chậm chậm cho quý vị mình xem ha. Rồi, cho chiều cao em nói luôn em. Dạ, cây 44. Rồi. Hoành. Hoành đây thì vị trí này thì 42. Rồi, 42. Rồi, xây đế luôn em. Xây xây luôn. Xây tiếp luôn. Rồi, cho luôn như đây em. Cái này như luôn 1.6 triệu ạ, bao ship ạ. Rồi 1.6 triệu. Rồi xuống cây. Quá mạnh luôn. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 3 em nào. Ôi mạnh dữ ha. Một mình trên cây phải ru ha. Rồi mã số 3. Rồi chiều cao em nói đây luôn đi em. Chiều cao 62. Rồi 62. Vô cái hoành luôn. Hoành 26. 26. Rồi. Đế này đế quái. Có gì nghĩa mùa đế em đó. Có nhiều cách trồng. Dạ. Đâu có gì thì cái này nó có những cái vết sẹo ngoài lớp da ngoài đây. Dạ đây. Rồi ngay đó ha. Bên kia nữa ha. Này là da liền hết rồi. Rồi qua bên kia các em. Bên kia. Có gì mình báo cho gì trước hay là. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu đây em? Dạ cái này em giao lưu 600 bao ship toàn quốc. Rồi 600 ngàn bao ship cho vị toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 4. Đây 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 đây. Rồi mã số 4 lên cây. Mã số 4 rồi quý vị. Cái này cũng già cây dữ ha. Già cây. Cậu già này có ha. Rồi cho chiều cao em nói luôn đi ha. Chiều cao 64. Rồi 64. Hoành 36. 36. Rồi xây xây đế luôn. Để ha, tứ diện có đủ ha. Già đâu già em này có ha. Mấy cũng nổi sần sùi quá ha. Rồi cho luôn nhiêu đây em? Dạ cái này em cho luôn 1.6 triệu ạ. Rồi 1.6 triệu luôn. Rồi xuống cây. Mã số 4 nha quý vị. Bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Rồi. Không sao. Rớt thì lụm lên. Mã số 5. Rồi mã số 5.
cũng là phôi mai vàng. Rồi, mai vàng luôn. Rồi, cho chiều cao em nói luôn đi em. Chiều cao 56. 56. Rồi, quanh 31. 31. Rồi, xe xe luôn. Đấy. Đó, đây cũng có một cộng ở đây nhưng có gì. Nó phân bố cũng đều bốn mặt có đủ ha. Cái này em giao lưu 800 bao ship. Rồi, 800 bao ship trong gì toàn quốc luôn. Rồi, xuống kênh em ơi. Rồi, mã số 6 luôn. Số 6 đâu anh em? Đây, mã số 6 ha. Lùng luôn, lực luôn. Đó, khúc u u luôn. Để em qua xa ha. Đó, cho chiều cao luôn đi. 37. Rồi, vô hoành luôn. 38. Rồi, cao 37, hoành 38. Đế đây quý vị. Đó, mặt tiền nằm bên đây ha. Cái này em vô luôn 1.400.000 em bao ship. Rồi, 1.400.000 bao ship luôn. Rồi, xuống kênh em ơi. Giảm lệnh. Rồi, mã số tiếp theo, số 7. Tiếp tục là một phôi mai vàng. Tính luôn. Đây, một em lùng lực búp măng cũ tròn tròn. Đây. Em nói đây, đó, có cái cũ dễ thương ha. Nó đây nó coi được cái nó không bị nó biển cái sẹo rồi đó ha. Sẹo thôi chứ nó liền hết rồi, nó không có bị gì. Rồi, cho chiều cao luôn. Dạ 40. Rồi, hoành luôn. Đó, hoành trên em. Hoành đó. 31. 31. Cái hoành cái cũ tròn tròn. 45. 45. Rồi, xây xây luôn. Đó, cũ tròn tròn ha, dễ thương ha. Đang ngày đo mà không có cái sẹo cái là đẹp lắm. À. Dạ, rồi. Cái này giao luôn 1.700.000 bao ship ạ. Rồi, 1.700.000 ha. Rồi, xuống cây. Bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Rồi, mã số 8. Bên đây anh em ơi. Mã số 8 đây. Này tứ quý ha. Mã số 8 tứ quý nha quý vị. Dạ, mã số 8 là cây tứ quý. Tứ quý. Ba thân, vậy quý vị có thể cắt thêm nữa. Vậy quý vị bây giờ hiện tại giờ cắt vậy nha. Vậy quý vị thích cắt chỗ nào hoặc để nguyên si vậy thì mình tùy quý vị ha. À, tùy ý. Giờ hàng ở đây shop có hàng cắt tạm vậy đó. Rồi, cao luôn. 107. Rồi, 107. Xen xíu nữa cái hàng. Nữa, nữa. Đó, à, vậy đó, cái gì chịu ha. Đây. 33. 33 hoành. Xếp lên xíu nha. Đó còn đó. 38 hoành. Cái đó độ nở của tay cạnh cái đó đó. Hoành thì 33 nha quý vị. Dạ hoành 33. Nó nở tại mình ba thân nên nó nở ha, nở ra 38 luôn. Cái này 1.200.000 bao ship toàn quốc ạ. Rồi, 1.200.000 quý vị ơi, bao ship luôn toàn quốc. Rồi, xuống cây. Đâu anh em? Rồi, mã số 9. Cũng là một cây tứ quý luôn ạ. Tứ quý luôn, một phôi tứ quý luôn. Gì nghĩa nha, nghĩa kỹ nha. Rồi, dừng cái hàng. Đó, đúng rồi đó, anh tính nói á. Rồi, cho chiều cao các em trực đi. Dạ, 115. Đó quý vị, có thân trực này quý vị không thích cái thân trực thì quý vị cắt cái cụm dưới đây, giữ gì nghiên cứu kỹ cụm này nha. Vành ngay đó là 32. Đo cái cậu cái cụm đó 32 ha. Đó, còn cụm này quý vị nghiên cứu về cắt hay sao đây. Ha. Đây cũng được. Vậy cắt sẽ lùng lại xíu xíu đẹp. Chắc đẹp cái hơn. Này, cắt lùng xuống ghép bông sai chắc là đẹp hơn lùng, cái dáng hiện tại giờ ha. Quá ha. Dạ cây này 900 em bao ship ạ. Rồi xây xây luôn em. Đó, nghiên cứu nha quý vị. Cây quái. Đế nè, đế nó cũng có nè nhưng quý vị nó cũng chia đều đều á. Đây đây nghiên cứu kỹ ha. Rồi, 900. Rồi, xuống cây.
Rồi, mã số tiếp theo là mã số 10 nha quý vị. Mã số 10 thì có hai phôi mai cũng khá to ha. Đó, hai cái đó đó quý vị. Ha. Ở chỗ hàng đang dịnh hai cây đó ra nha hàng. Tay trái một cây, phải một cây em. Đó. Hai cây này quý vị mã số 10 ha. Đó là một cặp. Rồi chiều cao nó khoảng nhiêu đây em? Đây, chiều cao khoảng 2,5 m có hơn. 2,5 m cây bên đó, bên đây thì thấp hơn bên này, khoảng 2,3 m đi ha. 2,3. Rồi thấp hơn khoảng 2 tấc. 2,3. Em bên đây thì khoảng tầm 2,5 m. Rồi quý vị mình kéo từ trên xuống quý vị nghía phần tay cành với đường thân em 2,5 m trước đi ha. À, kéo xuống quý vị nghía kỹ nha. Rồi em cho anh cái hoành em nói luôn đi. Rồi nè cái tay cái coi. À 44. Rồi hoành 44 ha. Này em 44. Rồi tính đo cái cũ nữa hay gì? Rồi, hoành 44 nha quý vị. Nó còn nở đây này, có chữ E đó nè. Mặt bên đây nha, mình đi qua mặt kia nha quý vị. Ở đây thì hơi chặt, mình quý vị nghĩ kỹ nha. Kỹ nha. Đó. Rồi qua bên đây luôn. Đó. Để bên đây ha. Nở nè ha. Còn em thứ hai bên đây đây. Đó. Này hồi nãy ca báo là 2,3 m đây ha. Rồi quý vị nghĩa cái đường thân của nó ha. Ô, quý vị. Rồi mình xuống hoành em nó ha. Em này hoành 47 luôn ha. Hoành to quá nè. 3 phân nó lên hàng 50 ha. Rồi chị nghĩa bồ đế ha, thì hơi chật đây, cái gì xem mặt này trước đi ha. Rồi, kéo qua đây những gì đây bên đây ha. Rồi mặt bên đây luôn. Này là hai mã số 10 này có một cặp ha. Mai cũng hoành cũng to to. Mình giao lưu nhiêu đây em? Này mã số 10 này em giao lưu 11 triệu ạ. Hai cây bao ship ạ. Rồi 11 triệu. Hai cây này bao ship sao đây em? Dạ em ship toàn quốc luôn em. Toàn quốc luôn? Dạ. Rồi lớn luôn. Chứ thông thường thì máy shop kia thì bao ship cho quý vị chỉ 200 km thôi ha. Tại cây cũng bầu lớn nè, cao nè. Ở shop, ở shop của hàng bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Vậy cho mình giao lưu cho nó rộng hơn xíu ha. Đó, kéo lên kéo xuống nhiều lần ha. Rồi mình qua mã số tiếp theo. Dạ, mã là mã số 11. Gồm 11, có một lô. Có 14 cây ạ. Lô này đây quý vị, 14 cây này nè. Cao không ha? Cao trung bình tầm 2m 2,2 m đến 3m, 3,3 m. Có em này cao đụng nóc nhà luôn nè. Nóc nhà em là 3,5 m á. Đó, nó đụng luôn rồi đó quý vị, nói chung là khoảng 3,3 m là cao nhất rồi ha. Gần đụng thôi, đó, cái này gần đụng rồi nè. Tầm nếu mà tầm 3m với 2,4 m cũng khoảng 5 cây là trên 3m. Đó. Chỉ có em này là nó lùng chắc khoảng 1,5 m á. Chỉ có em này là lùng thôi, còn tất cả cao lắm. Có gì nghĩa nha, nghĩa chiều cao của mấy em nói nha. Đây, 14 cây. Về hiện tại về thì cũng cắt thành phôi ha. Về quý vị dưỡng lại nữa ra tần thông ha. Qua thời gian nó sẽ qua bàn tay của quý vị, nó sẽ ra tần thông thôi. Đây giờ mình vô hoành nha quý vị. Nghĩa hai này về cũng chưa cái khai thác gì luôn. Chưa khai thác. Nguyên bầu luôn. Đây em ra hoành số cây đi ha. Số cây tham khảo này hoành 37. Em đó 37. Đây em đo mấy em lớn. Rồi. Như là em lớn nhất như em này 31. Em đây luôn.
Mấy em này không có khai thác gì trơn ha. Đó, 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 đó. Này 35. Rồi em này. Ba mươi bốn. Rồi đây. Rồi mấy cây to to ha. Có cây mẹ bồng con cũng bự quá ha. Mẹ bồng con thì không, mình không có đo được rồi ha. Tại vì mẹ con. Rồi đo mấy cây giòn giòn các em. À, cây này. Này. Cây này. Cây này. 21. 21. Có em đó nhỏ. 21. Còn mấy cây trọng trọng cỡ giữa trên nè. Đây. Đây đi. Này ha. Ừ. Cái này thứ đi. 31 luôn ha. Nói chung hoành cũng to to không à quý vị. Em này 28 8 ha. Bự bự không ha. Đó. Nói chung về là bứng ở vườn sao về y chang luôn, chưa làm đế gì hết nha quý vị. Đó. Bầu riêng luôn nè. Là không kịp. Là không kịp. Rồi lô này mình giao lưu nhiêu đây em? Dạ giao lưu này em giao lưu 15 triệu ạ. À. Em bao ship 200 km. Rồi 15 triệu. Đa số là hoành to không ha. À, bao ship cho quý vị là 200 km là 15 triệu 14 cây. Dạ 14 à, cây. Tông cao. Đế thì chưa khai thác. Vì không biết là chừng nếu quý vị khai thác ở dưới mà trúng đế thì quá ngon rồi ha. À, hết hả em? Dạ hết anh đó. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì cuối clip thì em có vài lời gì muốn nói với quý vị không Hằng? Dạ cảm ơn quý vị đã ủng hộ em trong thời gian qua thì có mấy cây hôm nay clip này thì quý vị có vừa ý thì ủng hộ em nha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.